Bây giờ Thư đang rửa bốn con lobster của Thư nè. Tự nhiên cái Thư muốn ăn con lobster mà steam á các bạn, là hấp á, mình hấp với lại bia đó. Cái Thư đi mua bốn con này nè. Các bạn thấy không? Bốn con này cái giá của nó là 50 đồng hơn các bạn. Nè để Thư cho các bạn coi cái bịch này nha. Nè, 50 đồng 22 cent. Là cái này là 10 đồng 99 cent một pound. Thì cái bịch này á là 50 đồng 22 cent là cỡ 1 triệu 2 của mình ở Việt Nam á các bạn. Nhưng mà mắc cười lắm nè, Thư mới vừa đi chợ về thì thấy anh của Thư đem cho Thư một cái con lobster với lại ba con ốc nè. Là bữa nay ở bên nhà anh Thư cũng ăn lobster nữa, ảnh nó đem qua cho Thư con với ba con ốc này chứ ảnh không biết Thư mua bốn con này đâu. Nè các bạn, mấy cái con lobster của Thư luộc xong rồi nè. Để thử cái bữa nay Thư ăn hết 5 con được không nha. Bốn con của Thư nhưng mà con của anh Thư cho là 5 con. Với lại ba con ốc này nữa nè. Ốc này bự lắm nha các bạn, không phải nhỏ đâu nha. Nè các bạn thấy không? Rất là bự luôn á. Để Thư ăn thử cứ ăn hết này không nha. Và Thư cho các bạn coi hai cái nước mắm, hai cái nước chấm thần thánh của Thư này nha. Nè các bạn thấy ngon không? Cái chén này á là nước chấm để ăn nước chấm sả ớt nè các bạn, sả ớt. Thư luôn luôn ăn cái này, Thư thích bỏ thêm một cái tí rau rau ngò ngò gai các bạn, ngò gai hoặc là ngò rí cũng được, nó thơm lắm. Còn cái này là cái nước đố các bạn nước cái này cái gì? Các bạn đừng tưởng nước mắm nha, cái này là bơ á, cái này là bơ nè, để ăn với lobster. Thư mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Các bạn thấy ngon nè, các bạn nhìn con nó gạch nè. Các bạn thấy ngon không? Cái từ từ ở trên nè. Cái này là gạch gạch đỏ nè các bạn, còn cái này là cái gạch mà mềm mềm á. Nó lên tới đây nè. Các bạn coi nè. Quá sức ngon các bạn ha. Quá sức ngon luôn tơi nè. Thưa mời các bạn nha. Thưa mời các bạn cục gạch này nha. Cái này ngon thiệt. Wow. Gia đình không chịu ăn 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 không thích ăn lobster các bạn. Bạn nhìn cái gạch nè, cái này ở bên Việt Nam á, cái đầu mình nghĩ là cái gì bơm á các bạn, như bơm gạch vậy các bạn. Hồi thư kéo nguyên cái cục ra các bạn nhìn thấy gạch, các bạn thấy thấy ngon không? Quá sức ngon luôn ha. Nó không hết gạch luôn các bạn, từ ở trong tuốt ở trong luôn. Nó chảy nước ra. Thư á là Thư mê ăn đồ biển mà nhiều khi mình phải hạn chế lại các bạn, ăn đồ biển nhiều quá sợ bị cao máu á. Để Thư cắt ra nha. Thư thấy ở bên Việt Nam á hay có làm cái màn tiết canh tôm hùm mà các bạn, để Thư cắt cái này ra. Mà Thư thấy ghê quá, giờ mà Thư ăn tiết canh thấy sợ sợ sao á. Wow, các bạn nhìn nè. Nhìn nè các bạn. Thấy gì chưa?
Nhìn các bạn quá sức ngon luôn à. Gia đình có ăn không con? No. Try it. No. Mẹ dạy sao? Rock the shark. Nè mẹ dạy gia đình sao? Mình là con trai mình phải ăn hết everything. You have to try everything. You remember? Yes. Con không ăn. Các bạn có đuôi nó và có thịt trong đó nè các bạn. Để Thư chấm thử một miếng bơ nha các bạn. Cái chén bơ của Thư nè. Thư mời các bạn nha. Wow. Nè các bạn thấy bơ nó chảy không? Nè thấy. Nè. Wow. Nó ngon. Cái thịt lấp xò này nè, nó ngọt dễ sợ luôn. Các bạn coi nè, ở trên cái lưng nó tuốt ở trên luôn nè các bạn. Tuốt ở trên đây mà nó còn cái gạch nữa nè, các bạn thấy không? Là xuống tới cái đít luôn á. Các bạn biết tôm hùm này người ta nói á là nó từ ở men về các bạn. Rất là ngon luôn. Xin mời các bạn nha. Cho anh ăn miếng thử không con? No. Yes. Yes. Rồi. Nói đi nói cô chú đi, ngon quá. Cô chú ơi, ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Ừ, đúng rồi. Cô chú ơi. Cô chú ơi. Con là Jayden. Con là Jayden. Con chào cô chú. Con chào cô chú. Ừ. À. Con không có làm gì được, hai miệng đang ghê lắm. Đi rồi, cho em chơi đi. Không, cái bạn... Ừ. Không, cái bạn... Jayden. Ừ. Các bạn biết làm sao không? Cái này á, có nhiều người ta ăn với muối tiêu chanh. Có nhiều người thích ăn bơ. Ăn bơ thì nó béo nhưng mà nó hơi ngán hơn chút xíu các bạn. Muối tiêu chanh thì cái vị mà mặn mặn với lại chua chua đó, nó làm cho nó đỡ ngán. Thì tùy theo mỗi người thôi. Ai muốn ăn gì thì ăn thôi các bạn. Các bạn thấy không? Thì xong hết con nữa. Còn cái đầu với cái càng. Gạch không nè các bạn. Cái gạch này là cái gạch gạch mềm mềm nè các bạn. Gạch này ăn béo lắm nha. Tôm hùm thường thường nó nói ở Alaska với ở Maine á, rất là ngon. Thì cái này của Maine chứ không phải là Alaska nha các bạn. Nó cứng, cái càng của nó mạnh, nó cứng lắm. Phải dùng hết sức lực bẻ cái càng của nó ra các bạn. Đáng lẽ là Thư có cái đồ đập á, cái thớt Thư đập á, nhưng mà Thư không có đem cái thớt ra. Nó cứng. Thư bẻ xong rồi nè. Các bạn thấy không? Cái nước của nó ngon dữ sợ luôn, nó ngọt. Các bạn cá Thư ăn hết 5 con này không các bạn? Các bạn nhìn nè. Ngon ha. Thịt của nó nè. Chảy nước. Nhìn các bạn thịt đó nè. Ngon không? Cái càng của con lobster á, các bạn ăn thịt á, từ khúc dưới này nè, đã về đây á thì nó ngon. Ở trên đây á
từ đây mà trở lên á thì nó cũng có miếng thịt nữa, nhưng mà nó lại không ngon, nó không thích ăn, Thúy không thích ăn. Giờ Thúy ăn con ốc nha, ăn đổi vị cái nha bạn. Nước quá trời nhiều nước ở đây nè, có nhiều người thích uống nước trong cái đây nè, tại vì nó ngọt, nó ra nước ngọt á. Thư thì không thích các bạn nè. Wow, nhìn ngon không các bạn? Thư đổi cái nước mắm, đổi nước chấm cho nó thơm, nó ngon, nó đổi cái vị giác cho đừng có ngán. Wow, không phải nổ chứ Thư làm cái nước chấm ốc này là rất là ngon luôn á nha. Ngon quá ngon. Thằng kia nó đang phá thằng kia kìa các bạn. Gia đình đang phá thằng kia kìa. Thưa mời các bạn nha. Thấy các bạn thấy không? Ốc nè. Với lại thấy xả với ớt các bạn thấy ngon không? Mùa hè bên này á, thưa trong mùa hè để ăn bắp á các bạn, bắp tươi á, mùa khi cũng có nhưng mà mùa hè này bắp ngon hơn nhiều hơn, với lại gì biết không, dưa hấu là món ruột luôn á, nó trời mắm nóng nóng á, cái mình ăn một miếng dưa hấu vô, thưa các bạn này nha. Các bạn nghĩ hồi nãy phải thư ăn cái thư làm cái nước chấm muối ớt muối gì muối tiêu với là ớt thì muối tiêu chanh đó, muối tiêu chanh thì nó đỡ ngán hơn. Thư ăn bằng cái bơ này nó hơi ngán các bạn. Thư đang ngồi thư ráng thư bẻ cái càng ra. Các bạn ăn được mấy con lobster tôi còn rồi các bạn, 4 con tôi ăn sao cho hết ta. Tôi tách ra 1 con nữa nè. Wow, con này thì gạch mềm nhiều. You okay baby? You hurt yourself? Nè các bạn. Các bạn you hurt your head. Các bạn, I hurt my head. Nó nói là nó hurt cái đầu của nó, đau cái đầu của nó các bạn ơi. Cô chú như sao các bạn con? Các bạn thấy không? Cái con này thì nó ít gạch đỏ hơn. Gạch hồi nãy là gạch son đó các bạn. Nhưng mà con này thì nó chỉ có gạch mềm này nè các bạn. Nè, các bạn thấy không? Thứ múc này nè. Wow, gạch này Thư thích lắm nha các bạn, nó béo lắm. Quá ngon à. Người Mỹ á, họ không có biết ăn cái đầu đâu các bạn. Họ không có biết gỡ ra như mình. Họ không thích ăn cái gạch. Họ thích ăn cái lưng ở dưới thôi. Mấy gạch này là họ bỏ hết. Họ không phải tất cả. Đa số luôn á, đa số là người Mỹ họ không thích ăn, cho nên các bạn đi tới những cái chỗ đó, thấy họ bán toàn là cái đuôi không mà không bán cái đầu. Chỉ có người Asian của mình á là biết ăn gạch. Này các bạn nhìn thấy ngon không?
Rồi ha. Con này á nó không có gạch đỏ, nó không có miếng gạch đỏ nào luôn các bạn, nó không có miếng gạch son nào hết nè. Nó chỉ có cái gạch gạch mềm như nãy thôi. Con này không bằng con nãy nha các bạn. Con nãy thịt nó cứng hơn con này. Con này thua. Nhưng mà cũng rất là ngon. Là có cái gạch có nhiều con á, nó không có gạch đó các bạn. Nè các bạn thấy chưa, thịt nó nè. Quá sức ngon ha. Để Thư thử, Thư không chấm với bơ nữa nha. Ăn chấm bơ Thư ngán quá. Thư ăn với chén nước mắm thần thánh của Thư nha. Nước mắm ăn ốc nè. Ăn cái này có lý hơn rồi nha. Thịt của nó rất là ngọt các bạn. Cái con tôm hùm ở Maine này nè, nó rất là nổi tiếng. Nó giống như con tôm hùm ở Alaska vậy á. Mà thịt của nó rất là ngọt. Mà điều có một cái là nó dai. Nó dai không phải mà dai dữ. Nó dai dừa, nó dai mà dai mềm các bạn. Chứ không phải mà kiểu dai nhách mình ăn không được. Nó rất là ngon luôn á. Ngon quá. Các bạn biết á, ở trong cái gạch, ở trong cái tôi cho các bạn coi hai cái đầu nha. Nè. Các bạn coi trong cái đầu này nè, nó có thịt nha các bạn. Mình mà có thời gian á, mình ngồi mình rỉa rỉa bay ra mình ăn cũng có thịt nhiều lắm á, chứ không phải giỡn chơi đâu. Mà Mỹ họ không biết ăn vậy đâu. Ăn lâu quá. Cá mà họ còn không biết ăn xương các bạn. Họ thịt họ thích ăn cá phi lê á. Lóc hết, thịt hết xương da rồi bỏ hết, còn có cái thịt không á. Chứ da với xương là không có, còn mình thì mình lại thích ăn mấy con cá và xương xương ngồi múc 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 múc. Giống như cánh gà các bạn. Mình ăn á thì mình lại thích ăn cái chót ở trên á, cái đầu mà nhọn nhọn ở trên á. Mình cắn mấy cái đó đó mình ăn ngon. Họ thích ăn cái cánh gà mà ăn cái chót ở trên á, còn người Mỹ họ lại khác. Họ thích ăn cái cục thịt ở dưới á. Cục thịt ở dưới ăn ngán thấy mò các bạn ha. Họ thích ăn cái đó tại vì thịt nhiều á, không có xương á, họ không thích ăn xương. Họ ăn xương không được. Các bạn biết con tôm á. Con tôm mà có cái đầu mình á, con tôm bình thường mình thôi nha. Họ nhìn bữa tôi có người bạn nói. Nhìn thấy ghê quá. Nó nhìn sao mà cái đầu của mắt á nhìn ra anh thấy sợ các bạn. Dùng hết sức lực bẻ càng ra. Ouch. Nó không chịu ra các bạn ơi. Nó cứng quá nè các bạn nhìn nè. Thịt nó ra cả gì mà nó không chịu ra nè. Nó cứng. Cái con lobster ở bên Việt Nam mình bao nhiêu một ký ta? Hồi lúc Thư về mấy năm trước Thư về á, Thư thấy nó mắc hơn, nếu mà tính ra mắc hơn cái số tiền ở bên Mỹ này á. Sao cứng dữ vậy ta? Thư định không cho mình ăn cái càng này hay sao mà. Thư định ráng móc ra nguyên cái càng để Thư mời các bạn. Mà nó cứng quá. Ồ, Thư móc được rồi nè các bạn ơi. Ngon không? Nè. Chùi cái tay. Nè, Thư mời các bạn nha.
Thưa mời các bạn nha. Thưa mời các bạn nguyên một miếng thịt này ngon không các bạn? Nhìn này, hai bên nè. Wow, rất là tuyệt vời luôn. Thưa không có ăn với bơ nữa, thưa ăn cái chén nước mắm thần thánh của Thư này nha. Đang cho đỡ ngán các bạn. Thưa mời các bạn nha. Cái nước mắm này nè, nó chua chua, nó ngọt ngọt, mặn mặn, nó rất là thơm, thưa thích dễ sợ luôn á. Ngon quá. Hơi no rồi. Hơi no quá rồi. Các bạn nào qua ăn phụ Thư không? Các bạn nào qua ăn phụ Thư mấy con? Còn 3 con luôn các bạn. Mới ăn có 2 con mà no à. 2 con với 1 con ốc mà Thư no dễ sợ luôn á. Còn mấy cái đầu này nữa là Thư chưa có không Thư, Thư ăn nữa nha các bạn. Cái đuôi nè. Các bạn thấy cái đuôi không? Wow. Cái đuôi đó nha, nha. Thư ăn miếng cuối cùng nha, Thư mời các bạn nha. Mời các bạn cùng ly vô. Ngon quá. Các bạn thấy không? Nè, nhìn nó đang ngồi nó chơi mình, nó tội nghiệp không? Nó quậy lắm. Hôm qua Thư dắt nó đi thoa cái các bạn. Trời ơi nó quậy mà hả? Thư về Thư chạy theo nó, Thư thoát xí quách cho nó luôn. Con nít nó biết đâu mà nó energy nhiều dữ vậy không biết nữa. Thôi Thư chào các bạn nha. Thư ăn cái này Thư no quá sức rồi, Thư ăn không nổi, Thư định. Bữa nay thử thách ăn 5 con lobster với 3 con ốc, Thư ăn có hết không? Mà ăn không hết các bạn ơi, ăn 2 con với lại 1 con ốc là Thư đã no rồi. Thư xin chào các bạn, Thư hẹn gặp các bạn vào cái video kế tiếp nha. Các bạn thích cái video thì cho Thư một cái like và đăng ký kênh để ủng hộ mẹ con Thư nha. Bye các bạn. Bye bye.